Nhân nhất đoạn 2 câu 24 tôi xin chia sẻ là Chúa cùng quý mạng trên. Nhân nhất đoạn 2. Chúng ta cùng nhận lập. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và ở trong cha. Cảm ơn Chúa. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Chúng ta đọc lại một lần nữa câu 24. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và sẽ ở trong cha. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ đến Chúa Jesus Christ, chúng con nghe lời Ngài, chúng con dùng lời Ngài, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ở giữa dòng chúng con buổi chiều nay. Chúng con tạ ơn Ngài vì sự sống, vì năng quyền, vì lẽ thật. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự bình an, tạ ơn Chúa vì sức sống của Chúa, vì sự sống của Chúa trên mọi chúng con. Danh của Chúa là lạ lùng, danh của Chúa là danh yêu thương, danh của Chúa là danh tiết trợ, danh của Chúa là danh bình vực trên chúng con. Chúng con cảm ơn cha, nguyện lời của Ngài ra đi và đem về sự sống trên chúng con, gạt khái trên chúng con. Ma quỷ thì tìm mọi cách ngăn trở con cái của Ngài đến với lời của Chúa. Để rồi không có lời của Chúa thì không đắc thắng, không có lời của Chúa thì không mạnh mẽ và không đứng vững được. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ xin dạy dỗ và dẫn nhân sự của Ngài để từ hồi từ lúc nghe lời của Chúa và được thần linh của Ngài mở mắt để mà bước vào lại thật. Chúng con cảm ơn cha, chúng con bởi danh Chúa Jesus Christ và đắc thắng sự chết, đắc thắng quyền lực bóng tối của chiều nay. Cảm ơn Chúa, chúng con yêu mến Ngài, chúng con ra mắt Chúa lần nữa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tiếp tục chia sẻ cùng quý bạn cho em về năng quyền của lễ thật. Cái điều mà quý bạn cho em thấy thì càng ngày tôi càng đào sâu thì thấy thật sự lễ thật của Chúa nó giản dị. Phải quý bạn cho em, các người sẽ biết lễ thật và lễ thật sẽ buông tha các người dĩ nhiên trong lời đó. Thì chúng ta đào sâu chúng ta sẽ thấy là dân sự của Chúa vốn theo Chúa, vốn biết lời của Chúa nhưng mà không biết cha của họ và cũng không biết lời của lễ thật. Quý bạn cho em thấy điều đó. Vì cớ thì đó những người là dạy luật, những người Pharisee, là những thầy tế lễ, là những người dạy luật, những người mà đem của lễ đem vào đền thờ, lại là những người mà đóng đình Chúa, là tại vì họ không hiểu lễ tật và họ không biết lễ tật. Thì ngày hôm nay, cái điều mà xảy ra cho tôi và quý bà cho em đó là ma quỷ không cấm quý bà cho em đi nhà thờ. Ma quỷ không ngăn trở quyên bà chém đọc kinh thánh, ma quỷ cũng không ngăn trở quyên bà chém dân phường 10 hay là làm điều thiện hay làm cái này cái kia, những điều gì quyên bà chém nghĩ là tốt. Nhưng mà điều ma quỷ nó làm là ngăn trở chúng ta có lẽ thật để rồi chúng ta đứng trên lẽ thật. Tại vì nếu tôi và quyên bà chém không đứng trên lẽ thật thì thường thường chúng ta sẽ vấp ngã bởi mắt thấy và tai nghe, phải không quyên bà chém? Và nếu chúng ta không vấp ngã bởi mắt thấy và tai nghe thì chúng ta sẽ thiếu lẽ thật để làm điều của Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, mà chúng ta lại làm điều chúng ta nghĩ là đúng. Amen. Quý bạn cho em biết là chấm dứt thời kỳ cổ ước thì cái quyển sách chấm dứt nói rằng loài người thì sao làm theo những điều gì mà mình nghĩ là đúng, đúng không quý bạn cho em thấy không? Rồi sau này chúng ta thấy bắt đầu tân ước thì bắt đầu lời của Chúa ở trong tân ước thì bắt đầu ban đầu con ngôi lời phải quy mạnh trên và ngôi lời còn Đức Chúa Trời quy mạnh trên thấy đâu phải ngẫu nhiên tình cờ. Nhiều khi chúng ta thấy ngẫu nhiên là tình cờ nhưng mà lời Chúa thấy giản dị là con người chấm dứt bằng cái sự mà tiếp tục đi trong sự hư mất của mình, ai đi theo những điều gì mình nghĩ là đúng. Nhưng mà bắt đầu trong tân ước bắt đầu cái sự thương xót của Đức Chúa Trời với lại thật là ban đầu có ngôi lời và Chúa Giêsu chính là ngôi lời. Chỉ như vậy tôi thường quyến bạn cho em thường thường chúng ta suy nghĩ chúng ta đấy, nếu mà Hội Thánh muốn phán hưng thì phải có cái này, nếu Hội Thánh muốn phán hưng thì phải có cái kia, nếu mà cái đời sống thay đổi thế này kia. Nhưng mà quyến bạn cho em để ý thì thấy nhiều lúc cái sự chúng ta suy nghĩ nó không phải nằm trên lẽ thật của Đức Chúa Trời, nó không ngoài nó nằm trên lời của Đức Chúa Trời mà muốn tôi và quyến bạn cho em. Tôi đã chia sẻ nhiều lần và tôi muốn quyến bạn cho em nghe thiệt kỹ. Mặc dù là ít người nhưng mà tôi tin là lời nói tôi có trên internet nhiều người cũng sẽ nghe được, quý mạnh cho em nghe thật kỹ. Tại vì nhiều lúc tôi mang tiếng nó là nguồn tung nửa tầng nhưng mà không cần nguyện yếu lắm, không cần nguyện giống như Chúa mà muốn chữa lành thì Chúa chữa lành mà Chúa không chữa lành thì thôi. Dường như không cần nguyện giống như là mình là có những sự bắt bớ và có những sự thử thách, thành ra có nhiều lúc mà mình đi qua thử thách rồi cuối cùng mình chết gặp Chúa, chứ đừng cứ cầu nguyện để mà cái phép lạ của Chúa xảy ra và chữa lành cho mình. Nhưng mà ngược lại quý bạn cho em thấy có những lúc mà tôi cầu nguyện và tôi tuyên bố rằng quý bạn cho em được lành. Bao nhiêu lần mà tôi cầu nguyện tôi đứng trên tòa giảng mà tôi chỉ quý bạn cho em, tôi nói tôi tin quý bạn cho em được lành, rồi tuần tới quý bạn cho em trả lời quý bạn cho em vẫn có bệnh, đúng không? Quý bạn cho em hiểu không? Có nhiều lúc tôi nói quý bạn cho em ai tin rằng Chúa sẽ chữa lành, xin mời đứng lên tôi tới tôi đặt tay quý bạn cho em, đặt tay người này đặt tay người kia, rồi tuần tới quý bạn cho em trả lời vẫn có bệnh. Amen. Quý bạn cho em hiểu điều đó. Thì điều gì xảy ra, cái điều mà tôi chia sẻ cho quý bạn cho em rất là quan trọng của chị hôm nay là lẽ thật và lẽ thật. Chúng ta phải biết rằng lẽ thật của Đức Chúa Trời là Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài làm gì cũng được. Và ý của Ngài là ý tốt lành. Nhưng mà tôi thường nói cũng quý bạn cho em không phải ý của Ngài là tốt lành theo cặp mắt của tôi và quý bạn cho em, nhưng mà theo cặp mắt tốt lành của Đức Chúa Trời. Giống như tôi thường nói cũng quý bạn cho em cái chết của Chúa Giêsu không tốt lành theo cặp mắt
mắt của chúng ta, nhưng mà tốt lành theo Đức Chúa Trời. Cái sự nhục nhã của Chúa Giêsu không tốt lành trên tôi và quý, giống như tôi và quý mà cho em thấy, nhưng mà tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời, phải quý mà cho em. Sự sỉ nhục mà Ngài chịu không có tốt lành nếu như tôi quý mà cho em thấy, nhưng mà tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi nói điều đó để nói hai điều. Một là nếu mà Chúa Giêsu cũng phải gặp chịu sỉ nhục bắt bớ và những sự khó khăn, những sự chết, thì tôi và quý mà cho em cũng không khác gì hết, phải quý mà cho em. Đó là lý do có chuyện chết trên chúng ta, có lý do có sự bắt bớ trên chúng ta, phải quý mà chết. Nếu mà thầy đã chịu thì trò cũng phải chịu, đúng không? Đó là lời của Chúa nói. Nhưng mà tôi nói điều thứ hai nữa là cái chết của tôi và quý mà chết không giống như cái chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là chết, Ngài chết để gì? Ngài chết để mất cái sự vinh hiển đó, để trao cái sự vinh hiển đó trên tôi và quý mà chết. Quý mà chết hiểu được đó không? Chúa Giêsu lìa cái địa vị làm con trời, Chúa là người để chết như một tội nhân vì thế tôi và quý mạng trên. Ngài chết vì sự sỉ nhục của chúng ta chứ không phải của Ngài. Ngài chết vì cái sự bệnh tật của chúng ta chứ không phải của Ngài. Ngài chết vì những tội lỗi của tôi và quý mạng trên chứ không phải của Ngài. Và vì cớ Ngài làm điều đó thì cái hậu quả của bệnh tật, hậu quả của tội lỗi, hậu quả của sự sỉ nhục không còn ảnh hưởng trên tôi và quý mạng trên nữa. Mặc dầu mình cũng bị sỉ nhục, cũng chết và cũng bệnh hoại, cũng giống như những người trên đất này, mà cái hậu quả đó không phải là hậu quả của sự chết, mà cái dầu hậu quả đó xấu như thế nào cũng đem đến cái sự sống và sự sống đời đời trên tôi và quý bạn trên, thì đó là sự khác biệt. Và Chúa Giêsu Ngài chịu sỉ nhục để mình không chịu sỉ nhục, phải quý bạn trên. Sỉ nhục là gì? Là chết như tội nhân. Bây giờ mình có chết, mình không chết như một tội nhân, nhưng mà mình chết như con của Đức Chúa Trời, phải quý bạn trên. Ngay cả cái sự chết là cái sự mà chúng ta sợ hãi nhất, phải quý bạn trên, đúng không? Cái sự chết là cái sự mà không ai muốn, tại cái sự già cả, cái sự mất sức khỏe, cái sự mà nằm trên giường bệnh, đó là cái điều mà chúng ta không muốn xảy ra. Tôi thường nói cùng quý mạng trên, tôi cầu nguyện là được ơn như thế này, tôi giảng xong cái tôi lăn đùng rồi tôi té tôi về với Chúa, sung sướng cuộc đời tại giảng bài giảng cuối cùng, phải quý mạng trên. Còn hơn là mình chữ thời câu mà mình chết, hay là mình đi ra ngoài đường cái ai đụng mình cái mình lẩm bẩm rồi mình sỉ giả, hay là mình nói điều gì xấu với vợ con mình rồi mình đau tim mình chết, phải không quý mà chê. Nhiều lúc tôi ở nhà cũng vậy, tôi nhiều lúc thì biết mà, biết cái con cái mà đâu phải lúc nào nó cũng nghe lời mình. Nhiều lúc mà tôi thì tim cũng yếu nữa, nó nói luôn sẵn thì quý mà chê biết tôi bị đường, bị đủ thứ rồi, tim cũng yếu nữa, đi từ dưới đó lên lầu cái thở hào hào, vợ nói làm gì dữ vậy, mới đi xuống đổ rác đi lên hả vậy đó. Rồi nhiều lúc mà con mà lại tức quá cái la nó lên một cái la mà la, mình nghĩa là cũng bình thường, chứ tôi là dân cái nhỏ mà cũng đâu phải là gì dữ dội mà la nó chút. Tôi không muốn chết vậy, tại vì hễ mà nằm đó cái giường mới la xong cái lên giường chết, cái là lúc chết sao cái anh Phi đọc cái bản gì đó, là lúc mà cái điếu văn đó, một sư vĩ đại diễu hồ đã về với Chúa sau khi mà chửi con rồi chết, nghe nó có vinh hiển gì hết, phải quý mà chết, đúng không? Thà ví dụ như mình đứng giải xong rồi lên đùng ra chết về với Chúa, thì lúc này ra cái chết mà trong bệnh viện, cái chết mà bệnh tật á, nó không phải là mà cái mà vinh hiển đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết rằng dầu cái đó là một sự sỉ nhục đối với con người thì đó là sự sinh hiển. Tại sao? Trong cái sỉ nhục đó, trong cái chết mà mình nói là nó bệnh tật đó, thì nó thật sự là sự chữa lành trọn vẹn của Đức Chúa Trời, phải không? Phải quý bà nhân. Trong cái mà mình thấy dương như nó là mất mát, nó lại là cái có trọn vẹn của Đức Chúa Trời nhân trên tôi và quý bạn trên, đúng không? Phải không quý bạn trên? Cho nên cái điều mà tôi muốn thưa để mà quý bạn trên thấy, tôi tin vào dứt khoát vào cái quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Tôi tin dứt khoát vào ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời. Và cũng giống như Chúa nói, ấy không phải là bổn ý của Ngài mà muốn mọi người bị hư mất, nhưng mà muốn mọi người được cứu, phải không quý bạn trên? Nhưng mà chúng ta dư sức biết cái câu trả lời là không phải người nào cũng được cứu, mà nhiều người sẽ hư mất. Tại sao? Tại vì họ lựa chọn như vậy. Thì chỗ tôi muốn nói cùng quý bạn cho em, và tôi muốn dẫn đến một cái điều rất là quan trọng quý bạn cho em, nhớ câu chuyện của ba người Hebrew. Tôi nói rồi, tôi giảng rồi, mà số quý bạn cho em cũng quên, tôi nhắc lại. Đây là cái tinh thần cầu nguyện của tôi và quý bạn cho em. Quý bạn cho em nhớ ba người bạn trẻ Hebrew, ba người bạn của Daniel đó, phải không? Vì có họ cầu nguyện, và vì có họ không sắp lại xuống tượng thần của Nebuchadnezzar. Khi tiếng kèn thổi, họ không sắp xuống quyền, thì họ bị quăng vào cái hồ lửa. Phải không quý mà cho em, cái lửa cháy đó, họ bị quăng vào. Nhớ cái hồ lửa đó nóng đến nỗi mà những người mà quăng họ vô đó cũng chết nè. Tức là những người mà đứng ở ngoài mà quăng họ vô là lửa đó cháy xém, bị cháy xém ở ngoài mà chết. Nhưng mà khi họ bị quăng vào đó, thì quý mà cho em thấy rằng Nebuchadnezzar không giữ tới 3 người mà lấy 4 người, và người thứ tư dạng giống như con vị thần, nhớ Nebuchadnezzar nha mày. Rồi
Nhưng mà cái chỗ quỷ màn che tế là bên Nebuchadnezzar cho họ có cái che để nói rằng nếu mà các người chỉ quỳ sát xuống thì ta cho các người sống, đúng không? Các người thờ lại cái tượng này thì ta, người sống, thì họ nói sao quỷ màn che? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời chúng tôi có thể giải cứu chúng tôi ra khỏi tay vua. Nhưng mà dẫu Ngài không giải cứu tôi ra khỏi tay vua thì tôi cũng chẳng thờ cái tượng thần mà vua đặt trước mặt chúng tôi. Đó là cái lời quỷ màn che tế cái quân bình không? Cái quân bình chúng ta cầu nguyện như tin rằng Chúa có quyền chữa lành chúng ta giờ phút này. Mà nếu Chúa không chữa lành, tôi cũng không thấy mấy tại sao Chúa không chữa lành. Tôi cũng không thấy mấy tại sao Chúa không kéo tôi ra khỏi địa ngục. Nhưng mà tôi cũng không thờ lại, tôi cũng không đi theo xác thịt. Tôi không thờ lại cái vua Chúa của thế gian này. Mà tôi thờ lại một Đức Chúa Trời giàu. Đức Chúa Trời đó không chữa lành, không giải cứu, không làm cái điều gì giống như tôi đang mong muốn. Nhưng mà tôi tin Ngài có quyền làm điều đó. Thì cái sự trả lời của Chúa đối với ba người bạn trẻ đó là Chúa cho họ sống và họ không chết, phải không? Nhưng mà còn những người khác sao quý mạng chết? Còn cả triệu người mà bị chết, bị chôn sống, bị chết, bị đốt, bị sư tử ăn trong cái thời kỳ của Chúa Giê-xu trong kỳ kỳ mà hội thánh đầu tiên bị bắt bớ sao? Chúa có cứu không? Không. Họ cũng chết trên cái đuốc, họ nói là sự sáng của thế gian thì đốt đuốc cho họ cháy. Họ nói là chiên của Đức Chúa Trời thì bận cái lốt chiên chạy vòng vòng cái sân dựng tường đó để cho sư tử ăn, sói ăn. Quý bà chạy theo. Họ nói là tín đồ Đức Chúa Trời, cái con của Chúa chết trên thập tự thì đóng đinh họ, lột da của họ, đốt sống của họ trên cây thập tự. Chúa có cứu không? Không. Quý bà chạy có hiểu điều một sư dụng nói không? Amen. Nhưng mà Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời làm gì cũng được và Ngài có quyền chữa lành. Ngài đã chữa lành tâm linh của chúng ta cho đến đời này, tâm linh chúng ta đã được lành. Thì Ngài cũng có quyền chữa lành cái phần xác của chúng ta. Và Ngài cũng có quyền trả lời cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cần có. Đây là sáng danh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái lẽ thật là Đức Chúa Trời. Cái lẽ thật là Ngài sẽ được vinh hiển. Cái lẽ thật là Ngài biết gì trong cuộc đời tôi và quý mạng trang. Và vì đó mà chúng ta sẽ học một trong những cái điều sau cùng của bài học của lẽ thật này. Quý mạng trang thấy là chúng ta có Chúa là Đức Chúa Cha. Mà Đức Chúa Cha, ba nghĩa của Đức Chúa Cha. Cha chúng ta là Ngài. Ngài nuôi dưỡng, nourish. Ngài protect, bảo vệ. Và Ngài nâng đỡ, uphold. Okay. Ngài nuôi dưỡng, okay. Ngài bảo vệ và Ngài uphold. Và Ngài làm điều đó với ba điều. Thứ nhất là chúng ta biết địa vị là con của mình. Chúng ta phải biết địa vị là con. Điều thứ hai, sao quý bà chăng chúng ta có năng quyền của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta đang học điều đó. Và điều thứ ba, chúng ta có lời hứa của Chúa. Thì tôi đang đến cuối cùng những cái bài học chót cho chúng ta. Thì cái bài hoặc tôi cái bài học thứ hai cuối cùng là chúng ta thấy cái năng quyền của Chúa Chúa có trong mỗi tôi và quý bà chăng. Tôi đã nói rất là nhiều tuần rồi. Để tôi nói rằng cái năng quyền đó không phải chỉ là khi chúng ta đặt tay cái đau được lành, hay là người này tới tụ quạt một cái người té, hay là nghe người đưa tay lên cái là té đục đục xuống, hay là có điều gì đó lửa trời trời, hay là tóc dựng lên, hay là thấy rung rung, hay là ngã xuống, những điều đó có khi nhưng mà không nhất thiết. Quý bà cho em thấy cái dấu duy nhất mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh sau khi họ được bắt tên Đức Thánh Linh là nói tiếng mới. Phải quý mạnh em, rồi từng lúc chúng ta thấy phép lại, từng lúc chúng ta thấy điều này xảy ra thì kia, chứ không nhất thiết là khi nhóm họp lại rồi có cái điều gì lạ lùng, hay là sau này thì quý mạnh em thấy có những cái phong trào khóc, nhớ không? Những thập niên 90 hay là gì đó, 2000 thì khóc, mỗi lần nhóm lại là khóc hù hù. Không như là Chúa còn chết vậy đó, quý mạnh em thì tôi cũng khóc, có đôi lúc tôi khóc là tại vì tấm lòng mình tan vỡ, nhưng mà không phải lúc nào vô cái hát gì sự vui mừng mà khóc, nhiều lúc tôi cũng hồi đánh này có sự sống của Chúa không, mà cứ khóc vô là khóc, vô là khóc. Rồi qua một thời kỳ cười vô đó, hồi đánh là cười hả hả, tự nhiên mới đọc hai ba câu Kinh Thánh cái cười hả, đây cười đây, cái cười đây cười. Nếu là Đức Thánh Linh tâm diễn, tôi thì không thấy Đức Thánh Linh cười ở trong Kinh Thánh, nhưng mà họ cũng lấy câu này câu kia để nói là hãy lòng vui thì miệng cười, ví dụ vậy. Rồi sao nữa, rồi có đây nữa, có những ông ở Canada có một số ông, cái này thì cũng không có được nhiều lắm, nhưng mà bắt đầu quay. Thế mà Chúa Tâm Chiến thì quay rồi đó, quay như xe rượu, quay giơ tay chân, rồi quay rồi lăn, rồi xong cái hiện tượng rồi la hét, rồi có khi bò như con rắn bò, rồi tu như con chó, rồi lăn lộn rồi này nọ. Cái hiện tượng đó là tôi đã bảo đảm không phải Đức Chúa Trời, này Chúa học lấy cái chúng ta là cái bậc cao hơn mà đem cái hình thể của bậc thấp hơn rồi thể hiện sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Okay. Nhưng mà sao quý mà chen cắt nghĩa được mấy cái đó, tại vì mấy ông cũng giảng lời Chúa rồi, cũng có gì chữa lành, rồi cũng có người làm chứng cái này cái kia, phải quý mà chen. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều là stick with your Bible, tức là lời Chúa nó như thế nào quý mà đi theo cái lời Chúa, đứng trên lời Chúa. Chúa muốn làm gì cũng được, muốn có khóc muốn cười cười cũng được, nhưng mà điều đó không có trong Kinh Thánh, phải quý mà chen. Nhưng mà điều tôi nói như thế này, sau khi cười rồi có thay đổi, hay là sau khi cười cái bước ra ngoài cái là chửi cha mắng mẹ, hay là giận vợ giận con, phải không quý mà chết? Sau khi khóc rồi có thay đổi, sau khi quằn quằn rồi có thay đổi không? Tôi thường nói của quý mà chết, tôi nói mà có nhiều anh chị em ở Bình Long cũng không thích tôi con nói này, tại đi đâu tôi cũng nói vừa nhóm xong vui vẻ vui mừng tờ vượt Chúa cầu nguyện, tôi với Chúa mà học vượt Chúa, tôi giảng cả tiếng là một, cầu nguyện cả tiếng là một, đây nghe đứa nào lấy dép với bà này, đứa nào ăn cắp rồi chửi ông sầm hết. Ủa, sự thay đổi ở đâu? Quý bà chị em hiểu hiểu không? Dĩ nhiên thì bắt đầu mình tất chứ. Nhưng mà quý bà chị em cái khi Chúa làm vậy thì cái sự thay đổi từ bên trong. Và tôi nói điều này nữa để mà cho quý bà chị em biết, bình thường là mình sẽ thấy mình có tăng trưởng trong đời sống. Dĩ nhiên quý bà chị em dư sẽ biết một sư dụ không có tầm nguyện, phải không? Ai mà nghĩ một sư dụ trong dạng giơ tay lên cho tôi coi. Cảm ơn quý bà chị em. Không ai nghĩ vậy, tại tôi cũng không nghĩ vậy. Hey, nhưng mà tôi biết một điều là từng hồi từng lúc tôi có thay đổi. Tôi dùng chữ từng hồi từng lúc quý bà anh chị em nghe kỹ. Tại vì có lúc không thay đổi, có lúc chưa thay đổi, mà từng hồi từng lúc có. Quý bà anh chị em mà ai biết tôi á thì biết là tôi thích, tôi thương mấy cái xe của tôi. Xe nào của tôi ai mà biết á, dòng nó cũ nó xấu làm sao, hãy mà nó đầy tôi đem đi sơn, hư là tôi đem đi sửa. Ai mà biết cái tánh của tôi, tức là tôi không có chịu được xe tôi bị đầy, tôi không có chịu được xe tôi bị mớt, hãy hư hãy mặc mớt tôi đi sơn mớt là tôi sửa. Thì ra xe tôi là 2005 mà nó rất là còn mới. Ai mà biết tôi chạy cái xe ben đó, mà trước đó tôi có xe 1990 cũng rất là mới, anh nhớ cái xe mà nó xe Lexus của tôi, nghĩa là tôi thay này thay kia sơn sửa. Nói tóm lại tôi là người vậy, và hãy mà xe tôi mớt mé tôi rất là bực bội khó chịu. Và quý bà cho em thử nghĩa là cái gì mà mình vừa bỏ khí chịu thì nó sẽ xảy tới, phải không? Tôi mới hãnh diện vì tôi đã bỏ 850 ra sửa xe tôi để mà tôi đi đón con cho nó đỡ hơi, tức là thay bánh xe 400 mấy. Thay tháng này nó tổng cộng 850 để mà đưa thằng con tôi đi học San Diego để mà đi nó không nguy hiểm. Đi tới đi rồi tôi đi bằng đêm. Thì tôi cũng sung sướng cuộc đời, thấy xe nó cũng còn mới quá, Chúa cho xe ngay là nửa năm mà giống như xe mới vậy, đi rất là êm mà. Thì bữa mới đi thăm một sư bé ra, vui vẻ cuộc đời đâu có gì đâu. Mình đi làm việc thiện mà, mình đi hầu việc Chúa mà. Trong trường đi ra cái vợ tôi giờ, ủa sao xe mất? Mà mất kinh hoài nó bao nhiêu, mà xe mất từ sao ra trước kìa này, chứ không phải là như thế. Mà tôi không có đụng, mà chỉ có cái đó là đậu xe trong cái garage thôi. Đậu xe garage, mình ra thì biết mà cho em thử nghĩ. Một cái người bình thường thì tôi biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ nhằn, tôi chửi rồi tôi nghĩ, ủa sao kỳ vậy, hầu gì Chúa mà đi ông thăm mục sư mà ra tới cầu nguyện mà đi chở người này người kia, chứ đâu phải là đi nhảy đầm, đi lái xe cá gì đâu mà mất xe này nọ. Nhưng mà tự nhiên tôi bên đây tôi cười, người đó ủa vậy à, thì thôi chứ sao. Giờ tôi cũng cười, nhưng mà giờ tôi biết tôi cười mà lòng cay đắng lắm, là tại vì xe là công cưng của tôi. Nhưng mà quý bà cho em biết cái đó để tôi nói cùng quý bà cho em, cái sự thay đổi là từng hồi từng lúc mình có những cái mình giờ mà mình không đáng xét, mình giờ mà mình không bực bội, mình không có những cái sự xấu xa, mình không nói ô sao người này vậy người kia vậy, hay là cái này cái kia. Những cái đó từ từ nó thay đổi trong cuộc đời. Và tôi nói từ từ, tại sao? Tại vì bóng của Đức Thánh Linh và cái sự sáng sự sống của Ngài là trái của Đức Thánh Linh sẽ tăng trưởng trong tôi và quý bà anh em, phải không quý bà anh em? Đó là sự đã thái rồi. Cái điều mà tôi nói cho quý bà anh em, nhưng mà quý bà anh em thấy thì cùng với điều đó, tại sao cái điều mà Chúa hứa trên tôi mà quý bà anh em mà nó không xảy ra? Tại sao cái điều mà Chúa hứa cho tôi quý bà anh em là tay cho kẻ đau mà kẻ đau không được lành? Thì nhiều lúc có nhiều mục sư cũng giống như thì mình đặt tay mình thấy không được lành, cho nên mình sẽ giảng dạy cách khác để rồi mình không quê khi mình đặt tay trên cái đau không được lành, phải không quý bà anh em? Và có nhiều người thì nhất quyết là họ cầu nguyện gì đặt tay trên cái đau được lành. Tôi tuyên bố cùng quý bà anh em, không có một vị mục sư nào mà cầu nguyện 100% được lành. Nhưng mà có thể là cái sự cầu nguyện của họ nhiều người được lành hơn tôi và quý bà anh em, chứ cũng không 100%. Nếu mà có 100% thì chưa không một sư nào chết hết, phải quý bà anh em? Gần đây thì quý bà anh em biết 3-4 một sư nổi tiếng chết về Chúa, thì sao bên này hình không lại đặt tay cho ông sống đi, phải quý bà anh em? Có những một sư mà cái đây là cái tệ đây nè, cái tệ là nhiều lúc chúng ta giảng về quyền năng chữa lành, lúc mình chết mình giấu giếm, mình không dám nói mình chết vì mình có ung thư, mình
mình có bệnh tật, mình giấu tay gì nó kỳ quá. Mục sư mà từng mà từng đặt tay chữa lành người khác, bây giờ nói thành ra chết không ai biết chết được, nói vậy với Chúa thôi, cũng không dám nói là bệnh gì, mà vì cái đó cũng không ai mà biết để cầu nguyện. Quý bà cho em hiểu điều đó. Thật ra nói ra quý bà cho em hiểu tôi muốn nói gì phải không? Tức là có một cái highlight, có một cái điều gì đó mà chúng ta biết rằng nhiều lúc chúng ta cầu nguyện Chúa nghe, mà nhiều lúc Chúa không nghe theo ý của tôi và quý bà cho em. Nhưng mà chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có năng quyền để cầu nguyện, chứ không phải ma quỷ đánh chúng ta là chúng ta sợ hãi. Quý bà cho nên nhớ là những điều khó khăn nó xảy đến, nó có hai mặt. Thứ nhất là Chúa cho phép chúng ta đối diện để rèn luyện cái đức tin của mình, phải quý bà cho. Và luôn luôn cái hoàn cảnh xấu nào nó đến với chúng ta thì ma quỷ nó cũng ở đằng xa để lợi dụng cái hoàn cảnh xấu đó và làm tê liệt cái chức vụ của tôi. Rồi quý mà cho em, quý mà cho em được đó. Nhưng mà nếu mà Chúa cho phép đó thì nó không thể tê liệt cho chúng ta. Tại vì nếu Chúa cho phép thì mục đích của Ngài là cho chúng ta được sống và sống mạnh hơn bởi cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là để mà chúng ta chết. Quý mà cho em hiểu được đó không? Khi mà Chúa cho phép sự bắt bớ xảy đến cho Chóp á, thì quý bà cho em nhớ là tại vì Chúa biết Chóp yêu mến Ngài, phải không? Và khi Chóp mất hết á thì Chóp không thấy, vợ của Chóp không thấy, ma quỷ không thấy, nhưng mà Chúa thấy rằng cuối cùng Chóp sẽ thắng và Chóp sẽ được cấp hai những điều gì mà Chóp có lúc ban đầu, đúng không? Quý bà cho em thấy rồi. Thì như vậy để mà học một bài học, tôi quý bà cho em, tôi cũng suy nghĩ gì tôi cũng phải trăn trở nhiều lắm quý bà cho em. Nhưng mà cái điều mà quý bà cho em biết là ma quỷ nó làm đó là tại vì nó biết rằng không phải người nào chúng ta đặt tay cũng được lành hết, thì nó làm chúng ta sợ hãi để rồi mình không có đặt tay. Hai quý bà cho em, quý bà cho em đừng giơ tay nha. Nhưng mà một số người cũng biết khi mà trong gia đình quý bà cho em có bệnh thì quý bà cho em làm gì? Quý bà cho em bắt phone gọi mục sư Mi Giang, gọi mục sư Vũ, gọi ai đó, gọi bác Lập, gọi ai quý mà cho em biết là năng nổ có thâm giếng hay là cầu nguyện dùm tôi tiếng cầu nguyện, cầu nguyện. Mà chính quý bạn cho em thì không dám đặt tay cầu nguyện cho người vợ, người chồng hay đứa con của mình, hay ngồi lại đứa con cầu nguyện cho cha mẹ. Tại sao vậy? Mình tin là Chúa cũng có quyền chữa lành chứ. Đó là lý do mình gọi điện thoại cho người ta cầu nguyện. Nhưng mà mình không tin rằng mình làm được gì đó. Tại tôi là ai? Ôi tôi là bà nội trợ. Ôi tôi là ai? Ôi tôi là retire rồi, tôi đâu làm được gì. Ôi tôi cũng tiếng Anh tôi không biết rồi, tôi còn cái này cái kia. Ra tôi đặt tay rồi, mà đặt tay không được thì quê chết. Thôi để ông Vũ đặt tay. Ông Vũ mà đặt tay không được thì ổng chứ đâu phải tôi. Phải không quý bà nha? Và khi mà quý bà nha thấy rõ mình đặt tay mà không được thì mình cũng quê chết. Cho nên mình bớt đặt tay lại, phải không quý mạnh cho em? Mình bớt cầu nguyện lại, phải không quý mạnh cho em? Kẹt quá người ta đẩy dừng bệnh lại trước mặt mình thì mình cũng phải cầu nguyện, chứ không thôi mình cũng không muốn. Mà đó là điều ma quỷ muốn. Điều tôi và quý mạnh cho em phải làm là không phải chỉ đặt tay kẻ nào được lành, mà tất cả điều gì Chúa dạy chúng ta phải nhân nhìn Chúa mà làm tất cả những điều đó. Phải quý mạnh cho em? Có những lúc mình không muốn làm, có những lúc mình sợ để làm, nhưng mà dầu điều nào đi nữa nó nằm trong ý của Đức Chúa Trời thì mình phải nhân nhịn Chúa mà làm điều đó. Trong đó có tất cả, trong đó có sự nhiều vui mừng mình đang trung tính mình mà chết rồi, mình phải nhân nhịn Chúa mà làm tất cả những điều đó. Trong đó có điều đã thắng những cái xác thịt giận dữ cãi vã bất bình bè bà cãi lại tất cả những điều đó, bè đảng rồi ganh ghét, phải quý mà cho em tất cả những điều đó mình càng nhân nhịn Chúa để không làm những điều đó. Tại sao quý mà cho em có những điều đó mà quý mà cho em thấy rằng mình không làm được? Tại vì mình không đứng trong cái địa vị con Đức Chúa Trời, mặc dầu mình có Đức Chúa Trời làm Chúa của mình. Quý bà cho em, tôi hơi bực bực một chút, tại vì tôi dòm đồng hồ thì tôi thấy nó hết. Nhưng mà không sao, quý bà cho em, có một đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc chúng ta rất là thấy khó chịu. Coi trong Dân Số Ký, anh Phi đã đọc cùng quý bà cho em Dân Số Ký đoạn 14. Câu chuyện đoạn từ đoạn 13, 14 của Dân Số Ký đó, trang Cựu Ước trang 170, trang 171. Tôi đại khái tất cả của Nguyễn Bàn cho em, nhưng mà chúng ta không có. Thì giờ, khi mà gần đến xứ Canaan, tức là họ đã ra khỏi xứ Ai Cập, mà Nguyễn Bàn cho em biết để ra khỏi xứ Ai Cập thì Chúa phải làm 10 cái phép lạ, phải không? Chúa làm 10 phép lạ, tại vì Pharaoh cứng lòng, thì mỗi lần mà làm cái là ông đó ông cho đi xong rồi, ông lại không cho đi, Chúa làm 10 cái phép lạ đó. Phép lạ cuối cùng là giết tất cả những con đầu lòng của xứ Ai Cập, rồi lúc đó Pharaoh mới cho đi. Thì mười phép lạ ra cho đi, thì họ ra đi, họ ra được đi tới cái biển đỏ, thì vua Pharaoh và dân sự của ông đuổi theo, phải không quý mạnh trên? Thì Chúa làm cái phép lạ nữa là Chúa rẽ biển đỏ để cho dân sự của Chúa qua hết. Dân sự Chúa qua hết thì dân Pharaoh và vua và đàn lính đến, khi mà đến thì sao? Chúa cho nước sụp xuống và giết hết tất cả dân sự của vua Pharaoh và quân lính đó. Rồi thì họ qua được,
Chứ cái đồng bản đó họ đi 10 ngày, ngày thứ 11 thì họ tới, họ đi được tới cái biên giới để vào xứ Canaan, như là cái đất hứa mà Chúa nói. Nhưng mà thay vì vào đó thì họ cho Do Thám đi qua, Do Thám đi qua 12 người, thì mỗi người là một chi phái, 12 chi phái, mỗi một người một chi phái. Chúa cho rất là công bình để mà về họ nói. Thì khi trở lại đó thì hai người là Giô-sê và Ca-lép thì nói ô cái xứ đó có danh hiền vàng, nhưng mà nó là xứ đựng sữa vậy mà. Cứ đi qua đánh đi, Chúa Đức Chúa Trời đã giao cái xứ đó cho chúng ta rồi. 10 người thám tử khác, 10 người thám tử khác mà quý bà cho nghe tôi nói rất là kỹ, họ nói thật chứ họ không nói dối. Là họ khiêng về cái chùm nho thì bự, hai người khiêng mới đi về được. Nhưng mà họ nói xứ đó là xứ đường sữa và mật. Nhưng mà có cái dân dần dàng bên đó thì mình giống như càng cào trước mặt họ vậy đó. Thế nào cũng chết. Cái câu cuối cùng là cái câu mà làm cho họ phản bội. Họ nói là mình sẽ bị chết. Hai người kia thì nói Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cái xứ đó rồi. Okay. Và hãy đi mà nhận lấy xứ. 10 người kia nói mình sẽ chết. Quý bà cho em thử nghĩ cả triệu dân Do Thái nghe người nào? Nghe 10 người kia. Họ bắt đầu hòa khóc lên. Họ bắt đầu than trách Đức Chúa Trời. Bộ tôi bên kia không có đồ ăn ăn, không có chỗ nghỉ ngủ, không có mộ để chôn sao? Ông ấy phải dẫn tôi đi qua bên đây để chết trong đồng vắng, vợ con thì chết trong đồng vắng. Và quý bà cho em nên nhớ là họ bên kia thì họ kêu cầu vì cực khổ, thì Đức Giê-va đói thương họ để giải cứu họ ra. Phải quý mình trên, tôi có nhiều điều để giảng, chắc hết giờ rồi. Tại ra tôi chỉ hơi cười chút rồi tôi sẽ giảng tiếp tuần tới. Quý mạng trên, dựa trong lời Chúa để mà chúng ta sống. Bao nhiêu quý mạng trên mà khi mình hầu vị Chúa xong cái mình thất vọng. Mình hầu vị Chúa xong cái mình nói, ôi sao tôi làm điều thiện không mà tôi cứ bị điều ác nó theo tôi hoài. Tôi giúp là người ta không biết ơn rồi người ta lại xỉ nhã tôi nữa. Làm ơn rồi mất quán, phải quý bà cho em, hay là làm điều thiện rồi gặp điều xấu, đúng không? Quý bà cho em bao nhiêu rồi, hay là tôi làm vậy cho người ta không ấy rồi người ta lại nói xấu tôi, đó là tôi làm để mà lợi dụng người ta, hay là nhiều điều lắm. Bao nhiêu anh chị em mà hầu việc Chúa nó cũng vậy. Nhất là phục sư trong mọi thánh, chúng ta hầu việc Chúa mà không được trả lương, thì chúng ta hầu Chúa xong rồi đã không được trả lương rồi, thì nếu dở thì ráng chịu đi, tại vì phục sư không được trả lương mà. Nhưng mà nếu mà hay thì không ai khen hết, thì đó là chức vụ mục sư thì đâu có gì. Nhưng mà hãy mà dở hay có cái gì thì đổ thừa mục sư vậy, đổ thừa chấp sự kia nghĩa là đổ thứ hết, thành ra nản lòng. Nhưng mà quý bạn trai biết cái gì mà khiến cho tôi đứng vững cho tới ngày hôm nay? Tại vì tôi không hầu việc quý bạn trai mà tôi hầu việc Đức Chúa Trời. Cái việc mà tôi làm không phải vì tôi làm cho quý bạn trai vui mà tôi làm cho Đức Chúa Trời vui. Dĩ nhiên tôi nói điều đó không đúng lắm, là tại vì kêu tôi hầu việc Chúa tức là tôi hầu việc quý bạn trai, đúng không? Nhưng mà ý tôi muốn nói là tôi không vì quý bà anh chị em mà tôi làm, nhưng mà tôi làm vì cớ Đức Chúa Trời, và vì cớ Đức Chúa Trời thì Ngài chăm sóc và yêu thương quý bà anh chị em như thế nào thì tôi chăm sóc và cố gắng yêu thương quý bà anh chị em như thế này. Amen. Quý bà anh chị em hiểu điều đó. Vì cớ đó cho nên quý bà anh chị em thấy rằng có nhiều người cũng vậy. Quý bà anh chị em thấy khi mà họ được giải cứu ra đó, khi mà họ lấy tài sản của dân Ai Cập đó, quý bà anh chị em có thấy họ than hả? Vui mừng chứ, đi qua bên nhà hàng xóm lấy mà quý bà cho em, họ cũng tin là có năng quyền của Chúa để mà họ qua lấy nhà hàng xóm, cái tiện nghi nhà hàng xóm được. Đâu có người nào điên mà tự nhiên tụi này là tụi nô lệ mà bây giờ nó qua nó lấy đồ, nó xin đồ gì cũng phải đưa hết. Đức Chúa Trời đã làm vậy, có sự sợ hãi trên dân sự, tại ra dân Ai Cập sợ dân Israel phải quý bà cho em. Lúc đó có than phiền không? Lấy hết vàng bạc của ta có than phiền không? Không. Than phiền là lúc nào? Lúc mà đi tới gặp biển đỏ đó, lúc đó mới bắt đầu than phiền. Ô, dẫn tôi đi chết rồi, dẫn tôi đi chết rồi. Sao không nghĩ rằng một Đức Chúa Trời mà đã làm phép lạ được 10 lần ở trong xứ này với tôi thì cũng sẽ làm phép lạ được. Phải quý mà trên. Nhưng mà quý mà trên thấy Đức Chúa Trời có đối xử chúng ta giống như chúng ta đáng được đối xử không? Không. Nếu mà gặp tôi và quý mà trên là cho nó chết ở tại cái biển đỏ đó cho rồi. Đúng không? Hay là cứ hé ra cho nước nó đi qua lập xuống cho nó chết. Chưa chi đã than phiền rồi. Phải không quý mạnh chân? Lúc nó lấy tiền bên kia thì nó không than phiền, nó đi ra sung sướng nó không than phiền, mà đi tới gặp biển đỏ nó than phiền rồi. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thương xót, không phải giống như tôi quý mạnh chân. Thế nên từng hồi từng lúc quý mạnh chân đừng có cầu nguyện cái kiểu mà mình cầu nguyện với con người, hãy mình làm tốt thì Chúa cho tốt, mình làm xấu là Chúa cho xấu, hay là ngược lại nếu mà tôi tốt thì Chúa hãy thương, mà tôi không tốt thì Chúa không thương. Không, Chúa thương vì cớ Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Và nếu Chúa có làm gì cho chúng ta để răn cải, tại vì Chúa phải dạy chúng ta, phải quý mạnh chân? Chẳng gì vậy thật. Rồi quý bà anh chị thấy khi họ đi qua được, tôi chưa nói tới kháng nước này nọ đại khái, nhưng mà quý bà anh chị khi mà họ đi tới biên giới sắp sửa qua, họ đi thăm tới, cái điều mà họ thấy đó là thật hay là sai? Họ thấy dền dàng thì thật, họ thấy một cái xứ đường sở mà thì là thật.
đúng như lời Chúa nói. Nhưng mà nó dành, có cái danh sự dành dạng, phải quý mạng chém. Nhưng mà thưa quý mạng chém, đây là cái chỗ tôi thường dạy quý mạng chém, khi chúng ta đối diện với the fact, thì chúng ta phải biết cái fact đó là fact của con người, hay là cái lời thật đó, cái dự kiện đó là cái dự kiện của Đức Chúa Trời nói. Đức Chúa Trời có bao giờ nói với tôi và quý mạng chém là các người sẽ chết, các người tin tại thì các người sẽ sống. Bác sĩ nói với tôi và quý mạng chém là chúng ta sẽ chết, phải không? Mà vì cớ bác sĩ nói cái tôi và quý bà cho em sợ, phải không? Rồi quý bà cho em lo lắng, rồi bực bội, phải không quý bà? Chứ dĩ nhiên tôi cũng từng bệnh sinh tim, đừng có nói là tôi đang nói chị chết hay nói gì quý bà cho em, tại tôi cũng từng bệnh, tôi cũng ở trong nhà thương, tôi cũng có những lúc mệt mỏi và bực bội, khó chịu, sợ hãi, tất cả những điều đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói, ma quỷ nó muốn mình thấy vậy đó. Bác sĩ nói chắc không qua rồi, hay là chắc thế là cũng chết hay này nọ. Nhưng mà mình quên một điều là Chúa không bao giờ nói là các người sẽ chết, mà cái Chúa chỉ nói là các người tin ta thì các người sẽ sống và sống như sau. Ai tin ta thì không phải chết, phải quý bà chết. Mà ai tin ta mà đã chết thì sẽ sống lại và không hề chết nữa, phải quý bà chết. Amen. Thì như vậy tôi, quý bà chết hiểu được tôi nói. Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời nói gì. Mình chỉ tin con người nói, mình nói là tôi sắp chết rồi. Nhưng mà tin Đức Chúa Trời thì tôi nói là tôi sắp sống đời đời, sống đời đời không bệnh tật, sống đời đời không thiếu tốn, sống đời đời mà không mất bình an rồi. Trong đó là quý bà chị. Amen. Nhưng mà quý bà chị em thấy là những người này nói thật. Nhưng mà quý bà chị em biết rằng đôi lúc tôi và quý bà chị em mà binh vực lẽ thật thì quý bà chị em sẽ bị bắt bớ, đúng không? Hai người là Caleb với Joshua, đúng quý bà chị em, trong cái coi đoạn 13-14 đó, tại tôi không có thời giờ, nhưng mà trong đoạn 14 đó thì họ muốn ném đá Joshua và Caleb. Tại vì Joshua và Caleb đó binh vực từ ở trong đoạn 13 câu 20 đó, Caleb làm cho dân sự yên lặng, đương làm bầm cùng Môi-se đến lành mà nói rằng chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi thì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng, tức là 10 người kia, chúng ta không đi chống cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel các người đó pha phản mình đã Do Thám mà rằng xứ đó chúng ta đi khắp thành để Do Thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi thấy tại đó đều là những kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy có mấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Amác, thuộc về giống dân dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào, và họ thấy chúng tôi như vậy. Và quý anh bạn cho em thấy rằng họ rủa xả, rồi họ bắt bớ Môi-se và bắt bớ Giô-sép và Ca-lép. Nhưng mà quý ông bà cho thấy Giô-sép và Ca-lép nói rằng hãy đi và lấy lịch sử, nhưng mà họ thì sao? Họ thì rủa xả và đòi ném đá hai người này. Okay. Và đó là dẫn tới bài giảng kinh tế mà tôi chỉ nói cùng quý ông bà cho em. Có nhiều lúc trong cuộc đời tôi và quý ông bà cho em, chúng ta đi theo Đức Chúa Trời, chúng ta là con số ít. Và tôi thường nói cùng quý ông bà cho em, Giô-sép và Ca-lép có phải đáng đi trong 40 năm không? Không, họ tin chứ. Tại sao Chúa ông nói thôi hai người cứ đi đi, hai người cứ đi qua đi, ta sẽ bảo vệ ở cùng. Người ta đã bỏ dân sự này, cho tụi nó chết hết bên đây. Chúa không làm vậy. Đây là hứa của Chúa là dẫn dân sự và dẫn những cái dòng dõi của họ đi tới miền đất hứa. Thì Ngài làm điều đó, mặc dầu những người đó họ sẽ chết ở trong 40 năm trong đồng vắng, mà dòng dõi của họ sẽ đi về miền đất hứa. Phải quý mạng em, Chúa hứa thì Chúa làm, phải không? Nhưng mà họ phải chịu những điều đó. Nhưng mà tôi cũng mở hoặc để nói rằng quý mạng cho em hãy cẩn thận để biết rằng mình có đứng trên lời Chúa hay không. Tại vì cuối cái đoạn 14 đó, khi mà Chúa nói ta tha cho chúng nó, nhưng mà chúng nó sẽ không qua được cái miền đất hứa đâu. Thì sao? Họ cãi Môi-se. Chúa nói là đi ngược trở lại đi, đi ngược trở lại trong đàm phán đi. Tại vì bên đằng kia đó là có dân Amalek và dân Canaan và dân Amalek là dân dình dàng. Nhưng mà họ sao? Môi-se biểu họ đi ngược, Chúa biểu họ đi ngược trở lại, nhưng mà họ chối. Ở trong cái câu 4, trong câu quý bà chị đọc thiệt lại câu với tôi, ở trong câu 45 á, okay, câu 43 đoạn 14 á của dân số ký, kỳ dân Ma-lê và dân Ca-nan ở đằng trước ngươi, các ngươi sẽ bị gươm ngã rạch, bởi vì ngươi đã bỏ nghịch Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi, nhưng dân sự cố ý đi trên chốt nhớ cùng hợp giáo ước của Đức Giê-hô-va, mà Môi-se không đi ra khỏi trại quân. Dân Ma-lé và dân Ca-nan ở trong núi này đổ xuống đánh bại và phân tay dân Israel cho đến Hộp-ma. Đây là cái điều mình nghe mình kinh sợ, phải không quý bà chị? Tức là dân Israel vì cớ không nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên Chúa biểu đi ngược lại đi. Nó họ không đi ngược, nhưng mà họ nói họ cố gắng đi lên để mà thuyết phục Đức Chúa Trời, lên núi Đức Chúa Trời để thuyết phục Chúa. Thì dân Ca-nan và dân Amalek ra để mà phân thay họ.
Điều này là tôi nói cùng quý mạng cho em tuần tới tôi sẽ đi sau. Tôi không muốn quý mạng cho em sợ hãi mà sống ở trong cái tinh thần sợ hãi mà lúc nào cũng nói mình có tội thế nào Chúa cũng phân tay mình có tội mình cầu nguyện Chúa học nghe không có. Tôi nói cùng quý mạng cho em điều Chúa làm cho chúng ta là Chúa chẳng còn thấy cái tội lỗi gì tôi và quý mạng cho em có được. Đúng không? Amen. Nếu mà Chúa thấy Chúa đã không nghe rồi. Tại vì một tội gì nhiều tội phải quý mạng cho em. Nếu mà Chúa thấy Chúa không có ở cùng chúng ta rồi. Nếu mà Chúa thấy những gì mà mình làm ở đây chỉ là nhảm nhí và vô ích là tại vì Đức Chúa Trời không ở giữa chúng ta. Nhưng mà điều này hứa là Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến khi Ngài trở lại. Và tại sao? Tại vì trong chúng ta có sự hiện diện của con Ngài. Và tại sao? Tại vì mình tin vào sự làm trọn của Chúa Giê-xu chứ không phải sự làm trọn của tôi và quý ông bà. Amen. Amen. Quý ông bà cho em phải biết một điều. Cái điều mà họ thấy tôi chỉ nói giảng dị rồi quý bà cho em suy nghĩ tuần tới tôi sẽ giảng tên. Cái sự mà họ ra khỏi cái biển đỏ tượng trưng cho sự mà họ được làm thắng tên bằng nước, đúng không? Trong Phi-e-rơ nói tức là cái điều đó bày tỏ là họ đã được làm bắt tên vào thân thể của Đức Christ. Có nghĩa là họ đã được cứu, phải quý bà trên. Và họ được cứu cái mục đích mà Chúa cứu họ để dẫn họ vào miền đất hứa, chứ không phải dẫn họ trong đồng vắng. Nhưng mà để vào miền đất hứa thì họ phải thắng được ở cái trong đồng vắng thì họ mới vào miền đất hứa. Và đồng vắng là gì? Đồng vắng là cái chỗ mà thử thách của xác thịt và chỗ mà tôi và quý bà trên cứ đòi hỏi mỗi một ngày ăn và uống và chữa lành, đúng không? Có phải trong đồng vắng họ đi vòng vòng thì họ đòi nước, họ dùng nhằn thì họ đòi ăn, họ dùng nhằn thì họ đòi chữa lành, phải quý mạng cho em, đúng không? Quý mạng cho em nhớ điều đó. Thì trong đồng vắng đó, cái chỗ là cái chỗ thử thách để rồi để mà qua được cái miền đất hứa thì họ phải thắng được cái đồng vắng đó. Và bởi vì mà họ không tin được, họ thấy cái điều đúng là họ thấy dân dền vàng, họ thấy sẽ sứ được về mặt, nhưng mà họ sợ cái dân dền vàng hơn là tin cái điều Đức Chúa Trời nói là hãy đi và thắng tại vì ta đã cho cái người cái sứ đó. Thì họ sẽ chết ở trong cái đồng vắng đó chứ không họ phải chết ở trong cái tội lỗi. Quý bà cho em nhớ ngày hôm nay tôi và quý bà cho em là con cái của Chúa, nhưng mà phần đông chúng ta còn ở trong cái đồng vắng. Quý bà cho em có cầu nguyện mà Chúa cho ăn thì dân sự trong đồng vắng cầu nguyện Chúa cho ăn, ngay cả đồ ăn thịt Chúa cũng cho ăn thịt nữa, nhưng mà ăn thịt xong rồi sắp không chết, thịt lòi ra lỗ mũi chết, nhưng mà họ đòi, họ khát nước Chúa cho cái nước đá trở thành nước ngọt, Chúa cho cái hòn đá mà họ cặp đi tới bao thì rẽ nước ra để cho họ uống. Phải không quý bà chị em? Họ cho Chúa cho mana từ trời. Chúa cho 40 năm đi trong đồng vắng mà áo không rách và dài dép không bị mòn, chân không bị hụt thủng. Nhưng mà họ chết trong đồng vắng. Họ không thấy sự vinh điển, nhưng mà tôi nói rất là vắng tay. Khi qua miền đất hứa quý bà chị em nhớ rồi, họ qua miền đất hứa có phải là có người chạy lời giăng đất cho họ. Nhưng mà họ phải đánh mới được có. Thì như vậy cái chỗ mà tôi nói cùng quý mạng cho em, năng quyền của Đức Thánh Linh là không phải chỉ để chúng ta thắng trong đồng vắng, mà năng quyền của Đức Thánh Linh là dẫn chúng ta vào miền đất hứa. Năng quyền của Đức Thánh Linh là để mà chúng ta thấy thành Jericho, thấy những cái thành lớn đó. Dĩ nhiên có những thành của xác thịt, có những thành của spiritual war là đời sống thuộc linh, có trận kiến thuộc linh, nhưng mà chúng ta sẽ thắng được và đánh được tại vì chúng ta có năng quyền và của lời Chúa, và chúng ta đã thắng được cái xác thịt của mình rồi. Đừng làm cho tôi khi qua bên miền đất hứa không có nghĩa là xác thịt này không còn, nhưng mà mình không ở dưới sự áp chế của cái xác thịt mà mình đã thắng nó rồi, quý mạng chị nhớ, và mình mới đã thắng thuộc linh và lấy những cái ân điển của Chúa cho. Cho nên buổi chiều nay tôi nói cùng quý mạng cho em, những người này đó họ làm một điều, họ tưởng là Đức Giê-hô-va vẫn còn trên núi thì Ngài vẫn còn ở trên núi, nhưng mà họ quên rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ họ rồi, mà lìa bỏ họ khác với Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời chúng ta ngày hôm nay có lìa bỏ chúng ta không quý mạng không? Quý mạng cho em có thể phạm một tội nào mà Chúa không ở cùng tôi và quý mạng cho em? Không. Tại vì mọi tội đã được sạch trên thập tự giá, đúng không? Quý mạng cho em đã hiểu lời của Đức Chúa Trời, Chúa la rồi mà sạch nước tội lỗi chúng ta, rửa mọi sạch tội lỗi của chúng ta, Chúa cấp mọi sạch tội lỗi chúng ta. Cho nên không bao giờ mà Chúa không ở cùng chúng ta. Chúa có ở cùng chúng ta. Nhưng mà nếu tôi và quý bạn cho em không cẩn thận thì mình không có đứng trong cái địa vị là con để rồi mình có thể làm điều mà Đức Chúa Trời cho mình làm, mà mình làm điều mình muốn thì mình vẫn thất bại và chết ở trong cái đồng vắng như thôi. Không phải chết trong địa ngục, tại vì địa ngục là Egypto, mà họ đã ra khỏi Egypto rồi. Quý mạng cho em hiểu điều đó không? Tôi và quý mạng cho em đã ra khỏi tội lỗi của mình rồi, không bao giờ mình trở lại cái tội lỗi mà mình chết nữa. Tôi nói về những người được cứu thật, chứ tôi không nói những người mà đi nhà thờ, tôi không nói những người mà tin Chúa vì cái này cái kia. Quý mạng cho biết rồi, kỳ rồi tôi có nói điều đó. Nếu giữa tôi và quý mạng cho có relationship cha con với Đức Chúa Trời
làm con của Chúa bởi Chúa Giêsu thì tôi và quý anh bà chị em không bao giờ tưởng ngược lại tội lỗi. Amen. Nhưng mà sao? Đừng lầm tưởng là bởi vì mình có địa vị làm con rồi Đức Chúa Trời trọn vẹn trên mình, nhưng mà chỉ khi nào ý của Ngài trọn vẹn trên chúng ta và chúng ta tin cậy Chúa trọn vẹn thì mình mới bước trong cái địa vị làm con đó, chứ không thôi thì dân Canaan vẫn có thể giết chúng ta như thường, chứ không thôi thì dân Amalek đó là xác thịt, phải quý mình chết. Nó không giết cái hồn của chúng ta mà nó giết cái xác thịt của chúng ta làm gì? Là mình bị cản trở không qua được cái miệng đất hứa mà cứ vòng vòng trong cái đồng hành. Thưa quý mình chết, tuần tới tôi sẽ chia sẻ quý bà cho mà quý bà cho nghiền ngẫm mà thấy cái chỗ đó không? Gia đình sơn cho nó không cho Chúa nói ta tha họ nhưng mà họ sẽ không vào được cái miền đất hứa. Tại sao quý bà cho? Tại vì suốt đời của họ cũng là ăn gì uống gì mặc gì, phải quý bà cho, đúng không? Hay có thì cảm ơn Chúa, mà không có thì rủa xả Chúa, than phiền Chúa, cằn nhằn Chúa. Mà cằn nhằn Chúa là cằn nhằn ai? Nhiều lúc đâu họ đâu có phải cằn nhằn Chúa, họ cằn nhằn Môi-se. Phải quý mà trên, nhưng mà thật sự họ chửi xéo thôi. Chứ Mô Xê đâu có đem họ ra, Đức Chúa Trời đem họ ra, mà quý mà trên thấy mỗi lần mà họ chửi ra, họ làm mắng mỏ đó, ông đã dẫn chúng tôi ra đâu phải ông, thật sự họ nói là Chúa đó. Phải quý mà trên, nhưng nên đó là cái điều mà quý mà trên thấy ma quỷ nó sẽ sử dụng chúng ta trong xác thịt yếu đuối của mình để làm phiền người khác, để làm phiền hội thánh của Đức Chúa Trời, để làm phiền để rồi chúng ta sẽ chết trong cái xác thịt với nhau mà không qua được cái miệng đất hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều tôi nói cùng quý anh bạn em là Đức Chúa Trời không ban Đức Thánh Linh xuống để rồi chỉ có vài người nói tiếng lại và vài người làm công việc Chúa tại hội thánh của tuần đầu tiên, nhưng mà ngày hôm nay vẫn còn ban Đức Thánh Linh của Ngài để tôi và quý anh bạn em ở trong năng quyền đắc thắng của Chúa để hầu việc Chúa ta đến lúc này ta. Và nếu tôi và quý anh bạn em muốn này, người nào mà tâm trí hướng về xác thịt thì sẽ chết trong xác thịt, mà tâm trí mà hướng về thuộc linh thì sẽ sống ở trong thuộc linh, là gì thôi. Mà khi tôi dùng chữ chết trong xác thịt, tôi không nói chết trong địa ngục một lần nữa, tôi nói con cái của Chúa thì sẽ sống với Ngài. Nhưng mà quý anh bạn trên ngày hôm nay có thể có một cuộc đời sống ở trong đồng vắng, hay là chúng ta có một đời sống ở trong miền đất hứa. Tôi nói miền đất hứa không phải là thiên đàng, mà tôi nói miền đất hứa là cái trận chiến thuộc linh mà chúng ta thắng mỗi một ngày với Đức Chúa Trời để đoạt được những điều gì mà Đức Chúa Trời hứa ban. Quý anh bạn trên có biết là dân Do Thái chỉ lấy được một phần nhỏ cái đất mà Đức Chúa Trời hứa cho họ, tại vì họ đánh được tới nơi cái họ không đánh được, họ đứng lại họ nói thôi đủ rồi, là giờ họ sanh sản rồi, họ làm lụng rồi này, họ không có đi chiến đắng nữa. Quý bà cho em đọc tuần kinh thánh, chỉ cái đất mà Chúa hứa là gấp mấy chục lần cái đất mà họ có, nhưng mà họ đánh tới nơi rồi họ chỉ có một Caleb thôi, một Caleb là tiếp tục đánh tới đó lâu dài, nhưng mà xong rồi ông cũng phải chết. Tôi và quý bà cho em chưa thấy được cái nước của Đức Chúa Trời trên đất này mà Ngài muốn cho tôi và quý bà cho em. Nhưng lúc mình cầu nguyện thấy giống như Chúa không trả lời. Thưa quý bà cha mẹ nhớ, khi mình cầu nguyện mà thấy Chúa giống như Ngài không trả lời thì hãy nhớ lại Ngài đã trả lời gì cho tôi và quý bà cha. Ngài đã làm gì cho tôi và quý bà cha. Khi tôi và quý bà cha đặt tay lên cái đau mà thấy được cái đau chưa lành, đừng nói rằng ôi tại vì mình yếu đuối cho nên người đó không được lành. Mình cứ Chúa nói như này, hãy đặt tay trên cái đau vậy thôi thì cái đau sẽ được lành. Cái được lành là của Đức Chúa Trời, và đặt tay trên cái đau là tôi và quý bà cha. Phải quý bà cha, Chúa nói đi khắp thế gian giảng tin lành, Chúa nói tôi và quý bà cha hãy dạy và giảng lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy giảng dạy là điều đó. Chúng ta đừng có tự ti quá mà nói rằng chúng ta bất tài và chúng ta không có năng quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng tự cao nói ai làm gì làm nhưng mà tôi đúng. Quý bà cha, hồi nãy tôi cẩn thận nói quý bà cha phải biết là mình thật sự có đúng là Chúa hay sự kiêu ngạo của mình rồi nói rằng ai cũng tập hết mà mình tôi. Nhưng mà quý bà cha cho tôi nói câu nữa là tôi chấm dứt. Quý bà cha thấy Caleb và Joshua Môi-se nữa, okay. Thấy hai người đó phải không? Với Môi-se họ không sai, nhưng mà dầu mấy người kia đặt thì họ vẫn đi theo mấy người kia để mà dẫn dắt mấy người kia và phần còn lại đi vào miền đất hứa. Quý bà chị thấy cái khác mà tôi muốn nói không? Một người tự hào đó, quý bà chị đặt hết, ai muốn bỏ bỏ, okay. Ai muốn làm gì làm, đó. Tôi đúng. Tôi có sự sức giàu của Đức Chúa Trời, còn quý bà cha không có. Tôi có ý của Chúa, tất cả mọi người đều phản hết, phản tôi, phản hội thánh, phản chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý bà cha thấy Môi-se không nói gì, Caleb không nói gì. Nhưng mà Caleb và Joseph và Môi-se đồng đi với dân sự của Chúa để rồi họ có thể dẫn những người còn lại qua miền đất hứa. Quý bà cha thấy
Cho nên cái sự mềm mại làm sao tôi biết rằng quý bà cho em hoàn toàn sai để rồi tôi đi một mình đến nước Đức Chúa Trời. Hay là trong cái sự đó Chúa muốn tôi nhịn nhục, tôi nói tôi đây là tôi và quý bà cho em giống nhau hết. Hai bên, amen, quý bà cho em hiểu. Có những lúc chồng phải nghe vợ, có những lúc vợ phải nghe chồng. Có những lúc cha mẹ phải nghe con cái, có những lúc con cái phải nghe cha mẹ. Có những lúc một sư phải nghe tín đồ, và có nhiều lúc tín đồ phải nghe một sư. Đúng không bà quý bà cho em? Nhưng mà tất cả chúng ta đều nghe Đức Chúa Trời. Khi mà tôi thấy điều gì xảy ra thì tôi nói rằng Chúa phán gì và Chúa sẽ làm gì. Có những lúc Chúa sẽ nói hai những kẻ giả hình ra khỏi đây, nhưng mà có những lúc thì Chúa nhận những người cướp điếm lỵ, những người đóng thuế, những người thu thuế vào nhà của Ngài. Quý bà cha hiểu không? Amen. Nếu mà gặp tôi và quý bà cha thì hoặc là mình làm điều này hoặc mình làm điều kia, phải không? Không, nhưng mà Đức Chúa Trời biết ai mà Ngài muốn nhận vào nhà của Ngài và ai Ngài không chấp nhận. Thì tôi và quý mẹ, vì cớ chúng ta không phải là Đức Chúa Trời thì đừng làm việc của Đức Chúa Trời, vì để Đức Chúa Trời làm việc của Ngài. Nhưng mà tôi và quý bà cha phải biết là mình là con của Đức Chúa Trời thì mình có năng quyền của sự sống, mình có năng quyền của sự tiếp trợ, mình có năng quyền của sự bình an. Mời quý bà cha đứng lên. Tôi amen, tôi tin nghe Chúa để chúc phước cho quý bà cha. Thì rồi mà khi mà nhớ mà lại cái chúng tôi có nói ở giữa hội thánh đó, thì hội thánh có dư tiền từ tháng 9 năm ngoái tới đây, tức là tương đối quỹ nó trả lời dư. Nhưng mà dư ở đây là không phải là dư, nhưng mà là tại vì có những cái mà chúng ta không tiêu xài hay là chúng ta tiết kiệm, có những cái mà chúng ta bỏ tiền riêng. Giống như tôi thường nói cùng với Ma Trang ban ẩm thực đó, rất nhiều người bỏ tiền thêm vào cái ngân quỹ, tức là chúng tôi có một số ngân quỹ để mà ăn mỗi tuần, nhưng mà họ bỏ tiền thêm ngoài cái sự đi chợ, ngoài sự nấu ăn, ngoài sự thức ăn, họ phải bỏ công bỏ sức thêm nữa. Có nhiều điều mà những anh chị em khác phải lo cho thiếu niên, lo cho kinh thánh của thiên niên, lo cho chương trình của thiên niên mà không có lấy tiền. Cho nên khi mà tôi nói dư, nó không phải là dư, nhưng mà mình tiết kiệm thôi. Mà điều tôi nói cùng quý mạng cho em là công việc của Chúa sẽ không bao giờ chết, công việc của Chúa sẽ không bao giờ thiếu, tại vì Chúa sẽ tận dụng mọi tôi và quý mạng cho em. Quý mạng cho em đừng lo những điều gì mình cần có trên đất này, nhưng mà hãy lo Đức Chúa Trời thấy mình có xứng đáng với công việc của Chúa và sự kêu gọi của Ngài hay không. Để Ngài sử dụng quý mạng cho em thì chắc chắn Ngài sẽ chăm sóc quý mạng cho em. Cho nên còn tuyên bố buổi chuyện này, Ngài là Đức Chúa Trời của sự chúc phước, Ngài là Đức Chúa Trời sự yêu thương, Ngài là Đức Chúa Trời của sự làm trọn, Ngài ở cùng anh chị em chúng con luôn, Ngài ở cùng anh chị em chúng con lúc đi ra lúc đi vào thôn và vừa lắm có anh chị em chúng con, Ngài sẽ tiếp trợ. Không có sự mất mát nào có thể tồn tại được với anh chị em chúng con. Khi chúng con mất một, chúng con sẽ có 10. Khi chúng con bị cào cào vào trong cháu làm ai mua màng của chúng con thì Ngài sẽ đền bù trăm phần hơn cho con cái của Ngài. Ngài chúc phước cho dân sự của Chúa, Ngài dẫn dân sự của Chúa vào đồng cỏ xanh tươi mé nước đường tình, chứ không phải vào chỗ khô hạn và sự khô héo của đời này. Nhưng mà Ngài sẽ dẫn chúng con vào sự đồng cỏ xanh tươi mé nước đường tình, sự tươi mới, sự đầy đầy của nước đời ở trên đất này. Chúng con cảm ơn Chàng. Bây giờ được Chúa Jesus Christ nguyện cho chúng con trội dậy, nguyện cho chúng con sống và sống gì vậy, nguyện cho chúng con mạnh mẽ trước mặt Ngài, nguyện cho chúng con yêu thương trước mặt Ngài, nguyện cho chúng con được vậy. Và tôi trói buộc quyền lực của bóng tối, tôi dạy quý bà cha và tôi khuyên quý bà cha, khi đối diện với bóng tối, có đối diện với sự thử thách, hãy ngậm miệng mình lại, nhưng mà mở miệng tâm linh mình mà nhân danh Chúa trói buộc quyền lực của bóng tối, trói buộc quyền lực của sự chết, trói buộc quyền lực của sự rủa xả, trói buộc những quyền lực gì mà thủ về sự chết và ma quỷ. Mình không cần mở miệng để giáp phạm, nhưng mà mình nhân danh Chúa mở miệng tâm linh mình để trói buộc quyền lực của sự chết thì nó phải khuất phục trước mặt quyền bạc cho em, bởi vì cỡ danh của Chúa Giêsu có cảm ơn Chúa. Con yêu mến Ngài, xin Chúa chăm sóc dân sự của Chúa, chăm sóc tấm lòng của anh chị em chúng con, cho chúng con lớn hơn trước mặt Chúa và được yêu mến Chúa càng hơn, đền bù cho chúng con hơn khi chúng con học tập bước theo Chúa và dần hiển vì cỡ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu mến Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah.